hướng dẫn đấu giá không đồng. Khán giả mở app để xem chương trình. Đăng nhập và tham gia tương tác. Khán giả chỉ cần nhấn lệnh đấu giá để tham gia chơi. Càng có nhiều lượt đấu thì càng nhiều sản phẩm không đồng được trao đi. Khán giả chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên từ những người tham gia đấu giá.